Chào cả nhà, quay lại với kênh Chí Khoa Channel Cuộc Sống Nhân Giả Miền Tây nha. Xin kính chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và luôn thành công trong cuộc sống ạ. Và mong các bạn ủng hộ kênh của mình, nhớ đăng ký kênh và like cho mình nha, để mình có động lực làm các video tiếp theo. Xin cảm ơn. Chào cả nhà, quay lại kênh Chí Khoa Channel Cuộc Sống Nhân Giả Miền Tây. Hôm nay mình quyết định làm cái clip chia sẻ cái kinh nghiệm của mình là trồng mướp. Làm cách nào để cho mướp trái nhiều trái, cái lá chân của nó đó mình cắt trống hết, để cái và cái lá già đó mình cắt bỏ hết. Cái tác dụng nữa là thứ nhất là nuôi cái dây, dây bự thì trái nó mới bự các bạn. Cái thứ hai nữa là cắt trống cải nó này thì cái con ong với lại thụ phấn nó dễ dàng hơn, mình tỷ lệ đậu trái nó nhiều, vậy mà cái mướp của mình đó trái sẽ nhiều hơn, sai trái hơn. Trái nó nhóc chơi các bạn. Mình như mấy cái lá vàng nè, vàng vàng gì nè, mình cứ ngắt bỏ hết, mà cái để mình nuôi cái dây để tạo cái độ không gian trống cho cái con ong con bướm nó thụ phấn qua. Nước mà mình cắt lá dọn trống hôm bữa đó các bạn, hôm nay nó ra trái nhóc chơi nữa các bạn. Nó mình chụp treo mấy cái bọc đó, bao bọc đừng cho có con gùi vàng nó hút. Dưới gốc này là mình tỉa cho nó cắt lá già trống trống hết, cái đầu nó tập trung nuôi cái dây, tập trung chắc dinh dưỡng nuôi dây, cái nó ra trái nè, nhóc chân nè, bữa nay ra trái nhóc chân nè các bạn nè. Quay cho các bạn coi nè, mấy cái lá già, mấy cái nhánh nhỏ mình cắt bỏ hết, chỉ chờ chừa lại mấy cái nhánh bự để nuôi cái nó cho nó trái ra, nuôi trái thôi. Chứ còn những lá già nhánh nhỏ mình cắt hết các bạn. Hôm nay trái nhóc chừng đó, hôm mình cắt một đợt á, bây giờ bữa nay nó ra năm trái ra.